Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh của chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Trước tin đồn kết hôn với đại gia, Phạm Bằng Bằng suy ngẫm về chuyện tình yêu, ẩn ý nhắc đến Lý Thần. Dòng trạng thái đầu năm mới của Phạm Bằng Bằng đã khiến cho nhiều người liên tưởng đến bạn trai cũ Lý Thần. Phạm Bằng Bằng, Lý Thần từng là cặp đôi kim đồng ngọc nữ được nhiều người ái mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ. Từ khi chính thức gửi thông báo đến cộng đồng mạng về việc đường ai nấy đi, cặp đôi đã để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. Thậm chí cả hai cũng hạn chế nhắc đến nhau mỗi khi xuất hiện. Cho đến mới đây, phía Phạm Bằng Bằng đã bất ngờ chia sẻ video đề cử bộ phim điện ảnh mà cô tâm đắc nhất trong năm 2019. Đoạn video được đăng tải thể hiện quan điểm của người đẹp về vấn đề chia tay trong giới nghệ sĩ. Trong đoạn phỏng vấn, Phạm Bằng Bằng chia sẻ rằng hai người muốn đến với nhau, chung sống với nhau thì nhất định phải phát triển trên nền tảng của tình yêu. Nhưng không ai biết trước rằng rồi một ngày ta lại thoát ra khỏi con đường tình yêu ấy. Dù có lúc cảm thấy đau thương, tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định tiến về phía trước. Tương lai không nhất định phải có anh, nhưng cũng hy vọng anh càng ngày càng tốt đẹp hơn. Những tâm sự đầu năm của Phạm Bằng Bằng khiến cho người hâm mộ liên tưởng đến mối tình 4 năm của cô và Lý Thần. Thời điểm này, Lý Thần và Phạm Bằng Bằng đã chia tay được nửa năm và có cuộc sống riêng. Lý Thần cũng từng dính tin đồn có bạn gái mới không lâu sau khi chia tay ngọc nữ họ Phạm. Song anh nhất định phủ nhận, nam diễn viên cũng phải nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi cái bóng bạn trai của Phạm Bằng Bằng để gây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, con đường quay lại giới giải trí của Phạm Bằng Bằng sau scandal trốn thuế tai tiếng năm 2018 cũng không dễ dàng. Cách đây không lâu, trang Sohu mới đây đã dẫn lại nguồn tin từ mạng xã hội cho hay Phạm Bằng Bằng đã có bạn trai mới sau thời gian chia tay Lý Thần. Theo đó, bạn trai mới của Phạm Bằng Bằng là một biên kịch có tiếng và từng làm việc với đạo diễn Trương Nghệ Mu. Được biết, người đẹp họ Phạm quen biết với bạn trai thông qua sự giới thiệu của bạn bè và hiện có mối quan hệ đang tiến triển. Nguồn tin cũng cho hay, bạn trai Phạm Bằng Bằng là người có máu mặt trong giới giải trí khi sở hữu nhiều mối quan hệ với những ông lớn. Không những chăm sóc về cuộc sống mà người này còn giúp đỡ cho Phạm Bằng Bằng khá nhiều trong sự nghiệp. Ngay sau khi thông tin được tung ra, ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng. Nhiều người tò mò về danh tánh thật sự của người đàn ông này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.